Xin chào các bạn. Hôm nay trung tâm cây giống Tam Đảo lại tiếp tục làm một video nữa giới thiệu cho các bạn về các loài cây giống của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đang ươm giống và phát triển giống rất nhiều các loài giống khác nhau. Thì hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem toàn bộ khung cảnh của cây dược liệu. Hiện nay trung tâm cây giống của chúng tôi được phân ra rất nhiều các công đoạn cây giống khác nhau. Cây trà hoa vàng thì chúng tôi có một khu riêng, và những cây giống dược liệu nhỏ hoặc những cây thân gỗ thì chúng tôi có một khu riêng. Như các bạn đang nhìn ở đây, chúng tôi đang nhân giống cây cà gai leo. Cái này chúng tôi mới gieo hạt được một thời gian rất ngắn, khoảng độ 15 ngày. Đó, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây là cây xạ đen. Chúng tôi hiện nay cũng có cung cấp những cây xạ đen rất là tốt, chất lượng. Và cây xạ đen bên tôi được đánh giá rất là cao. Tất cả các cây phát triển đều rất tốt. Chỗ này đều cao từ 20 đến 30 phân rồi. Đó, còn đây là cà gai leo đây. Chỗ này là gieo sớm hơn. Hiện nay đang rất tốt. Đó, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây cũng là cà gai. Đó, các bạn nhìn đây, xạ đen đây ạ. Đây là cà gai xuất được rồi. Giống này thì bây giờ đang phát triển cao rồi. Các bạn nhìn đây. Cái này cao được từ 20 đến 25 cm rồi. Phát triển rất tốt. Và chúng tôi đang có rất nhiều các loại giống xạ đen, cà gai leo. Bên này thì chủ yếu xạ đen và cà gai leo. Đó, đây là cây mỡ. Các bạn nhìn thấy cái mỡ chưa? Cây gỗ mỡ. Cái này chúng tôi xuất về Lạng Sơn rất nhiều. Rất nhiều khách gọi đến và mua. Chủ yếu trồng rừng, phát triển phủ xanh đồi chọc đấy ạ. Các dự án, cây dự án chúng tôi có nhận những cây dự án, cây gỗ đấy. Giới thiệu các bạn một cái cây nữa, đó chính là cái cây gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương là gỗ quý đấy ạ. Đây, thì mỗi một luống này chúng ta có khoảng hơn 1 vạn cây trầm hương. Trầm hương này thì đang phát triển rất tốt rồi. Các bạn nhìn đây. Đó, đây chỉ là một góc của chúng tôi thôi. Tất cả các hệ thống thoát nước chúng tôi làm là thoát nước rất tốt. Đó, đây, những chỗ này là chúng tôi đã nhổ đi suốt rồi. Đó, xin mời các bạn sang bên này nữa. Đó, đây thì các bạn giới thiệu với các bạn, đây là cái cây cát sâm. Chúng tôi đang nhân giống rất nhiều. Và có những cây lớn sắp xuất được rồi, sắp bán được rồi. Bạn nhìn đây, đây là xạ đen này, cà gai này. Đó, các bạn nhìn thấy trung tâm của chúng tôi rộng không ạ? Cây cát sâm thì hiện nay chúng tôi đang nhân giống khoảng 100 vạn cây cát sâm để phục vụ cho nhu cầu năm nay. Hiện nay cây giống này đang rất là hot. Và nếu ai đón đầu mà trồng sớm được cái cây này thì sau này là chúng ta có thể xuất và bán được, đem lại giá trị kinh tế rất là cao. Cây cát sâm là cây thân neo và lấy củ làm dược liệu. Đó, đây là trại giống của chúng tôi. Bên này vẫn còn cát sâm nhé. Chúng tôi đang ươm giống rất nhiều các cây cát sâm. Bên này là cây sa nhân tím. Sa nhân tím cũng là cây dược liệu. Tất cả các cây phát triển đều xanh ngát và rất là tốt, phát triển rất tốt đúng không ạ? Ở trong này vẫn còn một chút trầm hương. Tất cả các cây đều ươm giống theo đúng công nghệ khoa học nông nghiệp. Còn bên trong này giới thiệu với các bạn là những cái cây này là cây ngót rừng. Cây rau ngót rừng hay còn gọi là cây rau sắng đấy. Đó. Khách hàng muốn mua liên hệ những cái loại giống cây giống nào thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới màn hình là 0798 414 414. Số điện thoại của chúng tôi đã đăng ký Zalo đầy đủ. Các bạn có thể kết bạn và để được các đội ngũ kỹ sư tư vấn nông nghiệp. Cây thiên lý, chúng tôi cũng có gieo thêm một chút trâm cành thiên lý. Bên này là có cây khôi nhung tía này, cây dược liệu chữa dạ dày này. Đó, bên này là trà hoa vàng. Đây là cây khôi nhung. Khôi nhung tía đang bán rất chạy và bên kia còn rất nhiều. Trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi hiện nay đang ươm giống và phát triển rất nhiều các cây giống về dược liệu, cây lông dược. Để liên hệ trực tiếp mua cây giống
thì các bạn tránh tình trạng các bạn mua phải những cái cây sản phẩm không tốt. Đây các bạn nhìn thấy hệ thống thoát nước chưa ạ? Giữ bờ rất tốt. Xạ đen, xạ nhân tím này. Đó. Gước này. Đó. Rất nhiều. Để liên hệ trực tiếp với trung tâm cây giống Tam Đảo mua những cái cây giống chất lượng và chuẩn nhất thì xin mời các bạn liên hệ trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình là 0798 414 414 để được tư vấn các kỹ thuật trồng cây cũng như được cung cấp các sản phẩm cây giống tốt nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.